Dạ vâng, Nghĩa Audio xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác cũng như là toàn thể anh em. Hôm nay thì bên Nghĩa Audio xin phép được giới thiệu đến toàn thể các bác cũng như anh em một combo bộ dàn karaoke gia đình giá rẻ, chất lượng hay các bác nhá. Đấy là một bộ dàn combo gồm một cục đẩy liền vang BJK AK550 và một đôi loa full bass 30 của JBL KPS2, kèm theo là một bộ mic không dây 6 số tự ngắt của PSVK6 các bác nhá. Thì bây giờ xin mời các bác cũng như toàn thể anh em chúng ta sẽ xem chi tiết hơn về từng sản phẩm của combo bộ dàn này. Đây là một cục đẩy liền vang BJK AK550 các bác này. Thì với cục đẩy liền vang này thì có công suất là 550W một kênh các bác nhá. Với cái công suất này thì cái con đẩy liền vang này thì các bác có thể sử dụng để chạy hai cặp loa bass 25 hoặc là các bác có thể chạy một cặp loa full bass 30 như em đang test với combo bộ dàn này. Tiếp đó là cặp loa JBL KPS2 full bass 30, một bass 30 và một chép kèn các bác nhá. Và một bộ mic không dây của thương hiệu PSVK6. Đấy, 6 số tự ngắt gồm một đầu thu và hai tai mic. Đây là tai mic của nó và còn một tai mic nữa thì chốc nữa em sẽ test chất âm karaoke cho nó để cho các bác xem coi là bộ combo bộ dàn này nó sẽ như thế nào các bác nhá. Đấy, thì với bộ dàn này cũng như là tất cả các cái sản phẩm ở combo này thì bên Nghĩa Audio đã có những cái video giới thiệu về từng sản phẩm riêng biệt rồi. Còn ở đây là bộ combo bên em setup giới thiệu đến toàn thể các bác. Thì bây giờ xin mời các bác cũng như toàn thể anh em là chúng ta sẽ test chất âm remix, nhạc vàng rồi karaoke của nó các bác nhé. Bây giờ xin phép các bác cùng em test chất âm của bộ combo bộ dàn này ạ. Hãy
chất âm karaoke cũng như là thử chất âm nghe nhạc nhạc remix của combo bộ dàn này, thì em xin phép được báo giá qua cho các bác về những sản phẩm combo bộ dàn này như sau. Đấy là cục đẩy liền vang Bezica AK550 có giá bán tại Nghĩa Đô là 4,5 triệu. Cặp loa Bezica JBL KPS2 với giá là 5,9 triệu và bộ mic không dây PSVK6 với giá là 2,5 triệu các bác nhá. Combo bộ dàn này có trị giá là 12,900. Khi các bác mua chọn bộ combo này sẽ được khuyến mại chỉ còn giá là 12,500 và được tặng dây dắt các kết nối của cái combo này đầy đủ các bác nhá. Bên Nghĩa Audio có ship hàng toàn quốc gửi hàng đi và có lắp đặt cho các bác trong bán kính 15 km. Đấy. Mọi thông tin chi tiết thì các bác liên hệ theo hai số điện thoại của bên Nghĩa Audio, đấy chính là hai số em đang để ở trên tấm biển của Nghĩa Audio kia, và website để các bác tham khảo Facebook Trịnh Văn Nghĩa, đấy Zalo cũng là hai số hotline này luôn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, và các bác đừng quên nhấn đăng ký.